Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với đường hai chiều. Lẽ ra cái buổi ngày hôm nay nên là Đức đi thì đúng hơn, bởi vì mình đang đứng cạnh một trong những cái mẫu xe của Mazda mà Đức đang rất yêu thích trong thời gian gần đây. Đó chính là chiếc Mazda CX-60. Đây là một cái mẫu xe phải nói là đánh dấu một cái bước chuyển mình của Mazda, khi mà họ đang muốn nâng cấp cái thương hiệu của mình lên. Họ không muốn những cái mẫu xe của họ là những cái mẫu xe phổ thông bình thường chạy những con động cơ 4 xi lanh nữa. Đây là một mẫu xe SUV crossover cỡ trung với một khối động cơ là 6 xi lanh xăng. Và còn thêm gì hay ho nữa thì cùng tìm hiểu trong video hôm nay nhá. Bắt đầu thôi. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhìn một chút về cái ngoại hình của cái mẫu xe này. Đây là một cái, như mình đã nói, đây là một cái mẫu xe mà đánh dấu cái bước chuyển mình của Mazda. Và các bạn có thể thấy rằng là về cái thiết kế, chúng ta đã không còn nhìn cái thiết kế gọi là quen thuộc mà xe nào giống xe nào của Mazda nữa. Tất nhiên thì đây vẫn có những cái nét đặc trưng của Mazda nha các bạn. Có thể nhìn thấy cái cụm đèn pha được thiết kế lại, và nó sẽ không phải là một cái giải liền nữa mà nó sẽ là hơi hõm sâu như thế này. Và ở đây thì chúng ta sẽ có hai phần đèn, là có lẽ là cốt và pha. Đó. Và nhìn thực sự mà nói đấy, thì khi mà nhìn cái mẫu xe này bên ngoài, nhìn thực sự nó rất là lực. Và như những cái thông tin mà mình đọc được thì Mazda họ đang muốn cạnh tranh sòng phẳng với những cái hãng gọi là xe sang như là BMW hay là Mercedes, với những cái mẫu xe như là GLC hay là X3. Thì tất nhiên thì nó sẽ phải có cái gì đấy thì mới cạnh tranh được, mà chút nữa thì Mazda sẽ đi tìm hiểu sau. Ở đây, ở Indonesia thì chúng ta đang có cái phiên bản là khối động cơ 3.3 xăng inline 6 nha các bạn nha. Xe là 6 xi lanh thẳng hàng, rất là xịn đó. Và cái khối động cơ này thì là khối động cơ sẽ là mild hybrid, với cái công suất cho ra theo như công bố ở trên cái chiếc xe này là khoảng 280 mã. Và chúng ta sẽ có cái hệ thống dẫn động là AVKD nhưng mà sẽ là bias cầu sau đó. Đây, và ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái bộ mâm rất là khủng đó, bộ mâm cực kỳ khủng với kích thước là 20 inch, một cái mâm màu đen đa chấu 20 inch các bạn nhé. Size lốp ở đây thì sẽ là 235/50 đó, mâm là 20 inch. Và về hệ thống treo thì chúng ta sẽ có hệ thống treo phía đằng trước là tay đòn kép. Nghe có vẻ rất là khác Mazda bình thường chúng ta hay biết rồi đúng không? Vậy tiếp cùng nhìn ngang thân xe một chút. Đó. Xin lỗi các bạn, bởi vì là chiếc xe này có lẽ cũng là chiếc xe rất là đặc biệt, rất là nhiều anh em thích cái sự khỏe khoắn sẽ đam mê chiếc xe này. Đây, rất là nhiều người đang xem đây. Đó. Các bạn nhìn thấy là rất là dài, rất là to. Nó sẽ cùng đi phía dưới, và ở phía đằng sau này hệ thống treo của nó sẽ là hệ thống treo đa điểm. Đó, hệ thống treo đa điểm. Và về phần đuôi xe, đây, cái phần đèn hậu cũng được thiết kế lại theo một cái ngôn ngữ rất là CX50, CX60 các bạn. Một cái ngôn ngữ thiết kế khá là mới, nhìn trông nó hiện đại hơn, trông nó khỏe mạnh hơn. Và cốp của chúng ta sẽ là cốp điện đấy các bạn nhé. Đây, và chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái khoang thể tích phía đằng sau. Ở đây thì chúng ta sẽ không có hai ghế chắc chắn rồi. Nhưng mà các bạn thể thấy là rất là rộng rãi này. Đó, đây chúng ta sẽ có những cái như là gập ghế hay sao nhỉ? Đúng, cái này gập ghế đúng không? Gập ghế. Cái này nó sẽ là kiểu gập cả hai hàng ghế phía đằng trước. Rồi, không gian cái này chúng ta sẽ trải nghiệm rất là nhanh thôi. Rất xin lỗi các bạn là bởi vì là mình không có nhiều thời gian lắm nên là sẽ quay rất là nhanh. Và hy vọng là cũng sẽ đưa đến cho các bạn đầy đủ thông tin nhất có thể. Đó, AVKD là các bạn nhá. Và động cơ E-Sky Active G. Đó, động cơ mild hybrid thì chúng ta sẽ có cái biểu tượng chữ E ở đây, màu xanh ở đây. Và như mình đã nói thì đây là một cái mẫu xe mà nó sẽ cạnh tranh với cả X3 và GLC. Vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ cần phải xem là phía bên trong liệu nó có đủ sang trọng hay không, thì xin mời các bạn. Trước khi mà vào phần nội thất phía bên trong thì mình cũng nói qua một chút về cái phần động cơ. Thì có một cái điểm mà mình rất là bất ngờ khi mà mình mở cái khoang động cơ này lên thì Mazda làm rất là gọn gàng. Thực sự nhìn như một mẫu xe sang luôn các bạn, rất là gọn gàng luôn. Và chúng ta sẽ cùng mở cái này lên, chúng ta sẽ nhìn vào cái cỗ máy phía bên trong. Đó, bên trong này chính là cái cỗ máy 3.3 xăng với mild hybrid, và cái tổng công suất cho ra là 280 mã. Và cái đây có, đây là một trong những cái mẫu xe mà có lẽ là mạnh nhất mà Mazda đã từng sản xuất. Đó. Đây các bạn có thể thấy này. Đó, đây được làm rất là gọn gàng, có những cái nắp capo, phần xin lỗi không phải nắp capo, nắp động cơ làm rất là gọn, và các bạn có thể thấy là phần cổ hút được đặt khá là cao. Đó, cổ hút được đặt khá là cao. Và ở trên này thì họ sẽ cung cấp luôn cho chúng ta về cái vị trí của pin. Pin sẽ được nằm ở đâu trên chiếc xe này? Nó sẽ nằm ở khoảng hàng ghế thứ hai, dưới ngay dưới hàng ghế thứ hai đây. Đó. Nói qua một chút về những cái lựa chọn động cơ của chiếc CX-60 này thì sẽ có rất là nhiều. Chúng ta sẽ có cả bản máy dầu này, và chúng ta thậm chí có cả bản máy 2.5, 4 xi lanh nữa. Và thực sự ở đây thì mình đang mong chờ cái bản inline 6 hơn, rất may. Ở Indonesia thì chúng ta đã có bản inline 6 rồi. Vâng, thì nói rất nhanh về động cơ thì là như vậy thôi. Cũng không còn nhiều thời gian nữa, và mình xin phép là vào phía bên trong để xem nó như nào nhá. Rồi, sẽ cùng
vào với khoang nội thất của chiếc CX60. Wow, thực sự thì mình cũng xem một số những cái bài đánh giá của nước ngoài rồi. Mình cũng đã rất là mong chờ để có thể được ngồi ở bên trong để cảm nhận nó sẽ như thế nào. Thì ở đây các bạn thấy rằng là về cái thiết kế khoang nội thất này thì đã có những cái sự thay đổi. Nếu như chúng ta so với những gì chúng ta biết ở Mazda Việt Nam thì đã có những sự thay đổi thực sự là nhìn nó sang trọng hơn, nhìn nó hiện đại hơn. Đầu tiên là về cái phối màu nhá, thì Mazda họ đã chọn một cái phối màu da bò ghế cho đến những cái mặt táp lô, cho đến cánh cửa. Nhưng mà tất nhiên thì cái chất liệu nó sẽ khác đi một chút. Với vô lăng thì nó sẽ là da này, ở đây sẽ là da này, thế nhưng mà ở đây sẽ là da lộn nhá các bạn nhá. Và có một cái điểm rất là đáng buồn là nếu như chúng ta không phải là một người quá sạch sẽ hay ăn trên xe thì đây sẽ chỗ sẽ rất dễ gây bẩn đấy các bạn. Cái màu nó rất là sáng và nếu như chúng ta bám vào những cái đường, những cái vệt đen vào đây thì phải nói là nhìn nó sẽ hơi nhức mắt một chút. Nên là nếu như mà chiếc xe này về Việt Nam mà ai mà sở hữu thì nên chú ý cái này, thực sự là như vậy. Đây là sờ thì rất là ok, nhìn rất là ngon lành thôi, thế nhưng mà sẽ cực kỳ bẩn đấy. Rồi về cái phần thiết kế điều hòa này, xong rồi nhìn những cái nút ở đây, xong rồi nhìn những cái núm xoay ở đây thì là mình hơi liên tưởng đến BMW. Không biết ngoài tại vì mà mình đang đi một chiếc thì mình tưởng tượng hay không, nhưng mà thực sự là khá là giống với cả một số những cái ví dụ như là những chiếc 5 series, cái kiểu điều hòa nhìn nó khá là giống này. Về màn hình thì chúng ta đây là mình xem là có ấy không nhỉ. Ở đây không có chìa khóa rồi, rất xin lỗi các bạn. Thì đây chúng ta sẽ có một màn hình kích thước rất là lớn đặt ở giữa, và chúng ta sẽ có một cái màn hình đây, mình sẽ xin phép show cho các bạn luôn này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái màn hình full điện tử, kích thước cũng khá là lớn ở ngay phía bên trong này. Đó, màn hình trung tâm đấy các bạn. Đó, và bây giờ thì đang không có chìa khóa, mình lỡ tay mình bấm này. Rồi ok, cho làm sao cho nó im bây giờ, thôi kệ đi. Đó, bây giờ thì mình sẽ xin phép đặt cái góc camera để cho các bạn hình dung được là khi mà chúng ta ngồi vào bên trong khoang lái của chiếc CX60 thì nó sẽ như thế nào. Đó, Phúc Thành nghịch ngợm thế. Đó, ở đây chúng ta sẽ có khoang để đồ này. Đó, và đây là mi-drive. Cái này thì mình nghĩ là có thể là nó sẽ là lựa chọn những các cái chế độ lái, nếu mà mình đoán không lầm là như vậy. Còn đây là khu vực cần số này, nhìn có thể thấy rất là khác, nhìn trông nó khỏe mạnh, trông nó tròn tròn, nó đáng yêu, nhưng mà nhìn nó cũng khỏe mạnh hơn so với cả các cái gọi là cần số của Mazda hiện nay. Đó, thực sự thì đây là những cái thay đổi mà cá nhân mình đánh giá là khá là tích cực đấy. Và rõ ràng là nếu như mà Mazda họ mong muốn chuyển mình từ một hãng xe mà chỉ sản xuất xe phổ thông thôi lên thành xe sang, thì họ đang làm khá là tốt. Ít nhất là về mặt gọi là nhìn, về cái mặt thẩm mỹ thì họ đang làm rất là ok rồi. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh, nhưng mà mình cũng đang không chắc là có thể mở ra. Đúng rồi, không mở được ra rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng xuống hàng ghế thứ hai để xem như nào nhá. Rồi, hàng ghế thứ hai. Ôi cha cha. Về cái khoang không gian thì đây là một cái mẫu SUV crossover midsize cỡ trung. Thì với cái khoang này thì mình đánh giá là nó cũng gọi là ngộ ok, nhưng mà bảo là quá rộng rãi thì cũng không lắm. Mà với cái khoảng không gian ở cái hàng ghế thứ hai này là mình liên tưởng thì những cái mẫu xe Đức thường thì họ sẽ làm cái khoảng cách mà nó tầm tầm này, nó sẽ không phải là quá rộng rãi đâu. Và đây, khi mà một người cao 1m gọi là 1m7 nhưng mình quay đầu thì khi mà ngồi thì đây là sẽ là cái khoảng chân ngồi thoải mái này các bạn. Và đây là khoảng đầu này. Còn nếu như mà là Đức tóc dài cao 1m8 hoặc những người cao hơn 1m8 thì có thể sẽ cái không gian này nó chưa thực sự là thoải mái cho lắm. Ghế thì về chất liệu da sờ rất là ok, ghế ngồi êm. Đó. Tiếc là không có cái độ bo người ở đây. Đó. Và một cửa sổ trời toàn cảnh này. Đây. Đây lái này, và ở đây chúng ta sẽ có hai sạc, cổng sạc USB Type C. Dành cho hai người ngồi hàng thứ hai. Và rất tiếc là phía đằng sau thì chúng ta vẫn sẽ chỉ có hai cửa gió điều hòa thôi, chứ sẽ không phải là một vùng điều hòa gọi là độc lập. Đây là về cái hàng ghế thứ hai. Thì rõ ràng là Mazda thì thật ra thì kể cả trước khi mà họ chuyển mình thì họ đã làm về tối ưu không gian, nó chưa thực sự gọi là quá ngon rồi. Thế nhưng mà lên cái mẫu xe này thì có lẽ là với cái việc mà chúng ta có một cái khoang không gian nội thất này với một cái màu sắc nhìn nó sang trọng hơn, thì có thể là những cái người mà sử dụng chiếc xe này người ta sẽ chấp nhận đánh đổi. Đó, thì không biết là xe này thì không biết là sắp tới có về Việt Nam hay là không, mà nếu mà về thì mình dự đoán là mức giá nó sẽ đâu đấy là khoảng độ 2 tỷ đồng. Tại vì riêng cái mẫu xe này tại Indonesia như mình đã xem thì mức giá nó rơi đâu đấy là khoảng 1 tỷ 1, 1 tỷ 2 gì đấy theo tiền của Indonesia, và nhân với Việt Nam thì nó rơi vào khoảng 1 tỷ 6, 1 tỷ 7, chắc về Việt Nam là khoảng hơn 2 tỷ. Vậy thì theo các bạn là với một cái mẫu xe như này, với những cái trang bị mà mình đã chia sẻ với các bạn, thì với mức giá là khoảng 2 tỷ, nhiều người có xuống tiền hay không, và liệu nó cạnh tranh được với X3 hay là GLC của Việt Nam hay không? Cái comment ở ngay phía bên dưới nhá. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay đừng quên là like, share cũng như là subscribe ủng hộ Đường Hai Chiều. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.